con đọc được Ngài Xá Lợi Phất thường hướng dẫn hành giả chứng sơ quả. Ngài Mục Kiền Liên hướng dẫn hành giả từ sơ quả chứng tứ quả. Việc hướng dẫn này có gì khác nhau không? Có bao nhiêu loại niết bàn, các loại niết bàn này có khác nhau không? ờ uh, thưa quý vị đó thì đương nhiên là hai cái việc này thì nó nó sẽ khác nhau nhưng mà nó khác nhau về cái vấn đề chuyên môn ờ uh, xin lấy ví dụ như uh, hai cái người thầy hai, hai hai vị thầy giáo một vị thầy giáo đó là giúp cho học sinh á nó biết mặt chữ nó biết chữ nó biết đánh vần nó biết đánh vần và sau đó, đó là nó biết toán và viết cộng trừ nhân chia thì cái việc này vì thầy đầu tiên thì mang tính chất là vỡ lòng để cho đứa nít nó biết được chữ viết và nó biết cái tính toán một cách đơn giản còn cái vị thứ hai đó là chịu trách nhiệm giúp cho một cái đứa học sinh nó biết cách làm văn biết cách hoàn thành một cái bài văn miêu tả rồi uh, biết cách làm những cái bài toán phức tạp như là tích uh, phân uh, ma trận chẳng hạn như vậy, rồi biết vẽ biểu đồ uh, thì toàn bộ những cái đó, đó đều cần nhờ cái vị thầy đầu tiên để làm cái nền tảng để cho vị thầy thứ hai có thể hướng dẫn thì quý vị thấy là nó hai cái vấn đề khác nhau, hai cái vấn đề khác nhau, uh, ha. còn cụ thể nó khác nhiều ít ừ, khó khăn nhiều ít thì xin thưa đây là thuộc phạm trù của các bậc thách ờ, mình không có nên ờ, mình lấy cái dạ phàm đó mà mình đo lòng thánh thì nó không có nên tại vì mình hiểu cái khả năng mình hiểu trí tuệ của ngài tới đâu ừ, mình hiểu khả năng uh, tới đâu mà mình đi mình uh, uh, phân tích nó sâu tới như vậy trong khi đó xin thưa là cái chuyện mà mình chỉ cần mình chứng quả là được rồi. Ha. Rồi sau khi mình chứng quả rồi đó, mình mới nghĩ đến cái chuyện là mình có hướng dẫn người ta chứng quả được hay không. Lúc đó mới tính tới. Chứ còn bây giờ thì mình cái kiểu chưa học bò đã là học chạy, nó nó không cần thiết.